Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quản lý Lê. Và ngày hôm nay thì bên nội thất ô tô Hưng Thịnh đã quay trở lại làm việc. Với chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn lý do vì sao chúng ta phải thay phim cách nhiệt cho xe ô tô. Và đây là một chiếc xe Tucson đang sử dụng. Khi mà các bạn ấy dán thì không phải là phim cách nhiệt, và đó là nguyên nhân gây nên cái việc mà các bạn ấy di chuyển nó sẽ gây chói, lóa và không ngăn được nhiệt. Trước khi đến với chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình xin một chút ít thời gian để các bạn hãy like, share và đăng ký kênh. Bởi hàng ngày thì mình sẽ ra video mới hay hơn và chúng ta sẽ gặp lại nhau mỗi ngày. Quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay về 3 lý do mà bạn nên lựa chọn đúng phim cách nhiệt dành cho xe hơi của chúng ta. Đầu tiên thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng đó là phim cách nhiệt thì phim nào cũng thế. Và đó là điều hoàn toàn sai lầm và rất nhiều anh chị em đã phải trả giá cho điều sai lầm này. Thứ nhất đó là phim màu và phim cách nhiệt thì nó có những cái tương tự giống nhau. Về mắt thường thì các bạn không thể phân biệt được. Tuy nhiên khi mà sử dụng thì nó sẽ lộ ra những nhược điểm sau. Như mình đã chia sẻ thì thứ nhất đó là nó sẽ gây chói lóa khi các bạn lái xe vào buổi trời nắng. Và như vậy thì sẽ làm các bạn phải nheo mắt và khó quan sát. Đặc biệt là một số chị em phụ nữ chúng ta chăm sóc da rất là kỹ. Tuy nhiên khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta nheo mắt thì nó sẽ nổ những cái vết nhăn. Và đặc biệt là chị em phụ nữ thì rất sợ những cái vết nhăn như vậy. Nó sẽ làm giảm cái khả năng đàn hồi của da, giảm cái độ sáng của da, cũng như là giảm đi cái độ tuổi thật của chúng ta. Và vì vậy khi mà bị nhăn ở mắt sẽ làm chị em phụ nữ chúng ta già đi thêm một số tuổi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hay phải nheo mắt. Lý do thứ hai không hề kém, đó là đối với những cái dòng phim không phải là phim cách nhiệt, khi các bạn di chuyển ở cái thời tiết mà trời mưa, trời tối, hoặc là những hôm mà thời tiết không cho phép thì cái độ quan sát của các bạn rất là kém. Vì vậy mà sẽ không mang lại lợi ích khi chúng ta sử dụng. Quan sát không được tốt thì sẽ gây nên nhiều rắc rối khi lái xe ô tô, không an toàn. Kính của chúng ta bị ố mờ hơn bình thường, vì thế nó sẽ cực kỳ là khó quan sát. Lý do thứ ba, không phải phim cách nhiệt sẽ mang lại cho chúng ta rất là phiền toái khi xe của chúng ta đỗ ngoài trời nắng thì nhiệt độ đã không ngăn được mà lại còn hấp nhiệt vào bên trong, làm ảnh hưởng khá lớn tới nội thất xe của chúng ta, đặc biệt là ghế da cũng như là nội thất đồ đoàn trong xe rất là nhanh bạc màu. Ngoài ra thì do cái lượng hấp nhiệt vào trong xe quá lớn, khi chúng ta trở lại xe di chuyển thì hệ thống điều hòa của chúng ta cũng phải hoạt động rất là nhiều, vì vậy thì cũng tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chiếc xe Tucson của chúng tôi đã bóc phim ra để dán lại. Để chứng minh cho các bạn thấy thì đây là một cái tập phim mà tôi vừa bóc ra của chiếc xe Tucson, và tôi sẽ thử cho các bạn xem. Và đây là một tập phim mà tôi đang thi công cho chiếc xe Tucson này. Và đó là lý do vì sao mà chiếc xe này đã phải bóc phim ra dán lại. Nói thì có sách, mách có chứng, và các cụ chúng ta thường nói rồi. Nói gì thì nói thì chúng ta cũng phải có thông số, cũng như là có những cái minh chứng cho việc mà chúng ta bóc phim ra. Không lẽ gì mà khi mà sử dụng được và chúng ta phải bóc phim. Và đây là tấm phim tôi vừa bóc ra, tôi sẽ thử cho các bạn xem. Trang cầm một chút. 9,1% Trang nhá. Cái lúc nãy mình thử là 8,7%, 9,1% là cái chỗ này, cái góc này em biết tại sao không? Bởi vì cái góc này là nó vẫn ở trong cái kính, nó chưa ra ngoài, nó chưa bị bạc. Và hôm trước thì khách hàng của chị cũng có hỏi là lý do tại sao mà chỗ này nó còn màu mà chỗ này nó bạc màu. Đó là cái lý do như vậy. Và đây là một cái tấm phim mà chị bóc ra dán lại cho Trang. Vì vậy Trang hoàn toàn có thể yên tâm. Ngay cả việc mà em đi dưới trời nắng, em không cần đeo khẩu trang, em không cần phải bảo vệ quá che chắn thì da của em cũng được bảo vệ rồi. Đây, với cái nhiệt độ cách nhiệt là bao nhiêu phần trăm, em đọc giúp chị vậy? 89,7%. Tiêu UV của nó là... UV là 99,2%. Đúng rồi, và độ xuyên sáng của nó là 62%. Về cơ bản thì cái phần kính lái này của chúng ta thì tối thiểu là cần phải ít nhất là xuyên sáng 60%, và của em được 62% thì nó đạt tiêu chuẩn để thoải mái em quan sát trời mưa cũng như trời tối. Và đặc biệt là nếu đi trời nắng ấy, thì cái phần này của em nó rất là dịu, nó sẽ không bị chói lóa này.
Quan trọng nữa là cái cách nhiệt nó được 90%, vì vậy là nó sẽ gấp 10 lần cái này. Và cái này thì em đi nó sẽ có hiện tượng lóa với nóng là như vậy, để nó không phải tương tích nhiệt. Và em sờ nó rất là dày và cứng, thật mơ hảo. Nếu các chị làm nghề, các chị chỉ cầm vào, các chị sẽ biết luôn đó là không phải tương tích nhiệt. Cái này nó rất là mềm nè, nó khác hẳn luôn. Cái này sột soạn đúng như là nóng. Đúng rồi, nó là như non. Và như vậy thì cái việc mà cách nhiệt này và ngăn tia UV và tia cực tím thì nó sẽ bảo vệ răng cho trang rất là nhiều. Và đó là do rất nhiều chiếc xe khi mà đưa đến đây đã hài lòng và đi khi về sử dụng đã nhắn tin và cảm ơn là nếu mà có một anh khách hàng đã nói rằng là nếu mà anh không biết anh đưa đến chỗ khác thì anh đã được học tính ở một anh xe Lazada. À, vừa rồi thì Lê đã thử phim cách nhiệt cho bạn gái, đó là bạn Trang. Và sẽ chia sẻ và phân biệt cho không chỉ bạn Trang và tất cả chúng ta đều biết, để chúng ta phân biệt phim cách nhiệt giữa phim cách nhiệt và phim màu mà rất nhiều người nhầm lẫn. Nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ với nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo hữu ích hơn về chăm sóc nội thất ô tô cũng như là lựa chọn những sản phẩm cho ô tô của chúng ta tốt hơn. Xin chúc các bạn lái xe vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.